con tròn 26 tuổi, 26 năm con ra đời. Hôm nay con rất là mừng, không ngờ là cái buổi sinh nhật 26 này nó lại nằm ở Đức Thái. Mở Đức Thái này tự nhiên là có gia đình từ Hà Nội, Sài Gòn, Moscow quay về Đức Thái mà có sinh nhật là sinh nhật thứ ba, mà đúng là như trời cho gia đình ta cho con có một sinh nhật và cùng gia đình. Tất cả những cái gì mà con đã làm được và sẽ làm, tôi nghĩ là với cái tuổi này gần 10 năm ở Đức Thái, ở Đức Việt, Đức Đạo, vốn còn nói bố không nói là bố đã 30 năm ở Đức Nga, con mới 10 năm nữa, nhưng con với chỉ việc con với sự con còn được tao ra đây cộng thêm ủng hộ của gia đình nhà mình này và tất cả những người yêu mình đó, con là con sẽ thành công, con là niềm vui tự hào của gia đình. Chúc một sinh nhật John Rajenya. Có một trang đâu? Không có. Có cầm bình trang. Cầm trang. Cầm trang. Ok. Hôm nay là sinh nhật của Lâm, lần thứ 26. 26 năm trước, Lâm còn trong vòng tay của đại gia đình của Hoa Đảng. Chúc mừng Sơn, bọn em sinh đôi với tôi, có được đặng Lâm Vân tuyệt vời. Chúc mừng con sức khỏe, hạnh phúc và gia đình Hoa Đảng yêu con lắm. Thành đạt của con chính là niềm tự hào của cả Hoa Đảng chúng ta. Chúc mừng con. Bố này chỉ có để thôi. Bố này là 40 bây giờ vất vả. Thế mà nói thế cho nên con liền có hai bố luôn. Ok. Lâm nói là đây là món quà tuyệt vời với Lâm. Lâm đang rất muốn có một cái này. Đây là chúng ta đánh lên dây. Con lên dây chậm rồi. Mà cứ còn uống cắm vào loa được. Bây giờ lát nữa thì bác đã yêu cầu họ rồi. Họ sẽ đánh cho con hát một bài để qua rồi nhá. Ok. Rồi Lâm quay lại đây nào. Không chụp vào